em lên bệnh viện em khám lại thì bệnh viện phán nghe một câu là nhập viện gấp và nhập viện gấp. Có nguy cơ dọa sảy, không có thời gian nữa đâu. Trời đất ơi, vậy nó nổi nóng lên trong người. Chồng em làm cái gì em cũng thấy nó không vừa lòng, không vừa con mắt hết chị ơi. Cái miệng em bắt đầu nó nghiệp lên, cái miệng em bắt đầu nó nghiệp lên.